Chương chủ đề gì đó Bình Dương? Dạ, hôm nay thì gần tới 30 tháng 4 thì cũng chủ đề về xã hội thôi anh. Tại có anh cho anh lên chia sẻ thêm về một số về cái ý kiến của anh về các anh chị bao quanh kia thôi. Nói chung là anh cũng định làm cái liver riêng, nhưng mà anh làm lịch chụp quá thôi, nghe nói Bình Dương liver thôi, để qua nhà Bình Dương nói luôn ở chỗ rồi. Cái gì mình giờ mình chấm phản động thì chỗ nào mình chấm cũng được, ở nhà Bình Dương cũng được mà nhà anh Tôi cũng tâm. được. Dạ đúng rồi anh. Thì nói đúng là cái dịp Tết, cái dịp lễ, dịp Tết nào, nhất là những cái ngày 30 tháng 4 và những ngày lễ, thì cái Dạ lũ ok anh Nguyễn. cái bọn mà phản động, em nghe rõ Dạ nghe rõ anh cứ nói. à, cái bọn phản động thì thường 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 xuyên là nó tổ chức để nó phá phá rối. Thì cũng sắp tới 30 tháng 4 rồi, còn có mấy ngày nữa thôi. Thì theo anh á, thì chúng ta cũng nên là có cái cảnh giác trước những cái thủ đoạn, như là có một số nơi á, mình phải lưu ý, cũng như anh cũng nhắc sơ sơ Bình Dương là như là ở Xuân Lộc thì sẽ có cái hiện tượng là không treo cờ à, tại thị xã Xuân Lộc, đi Xuân Lộc để mình lưu ý lại. À, cái thứ hai nữa là ở Diễn Đoài, Diễn Châu à, thì cái này nó sẽ đến nó gây rối, theo cái dự đoán là sẽ đến gây rối, đến gây áp lực là vấn đề mà lấy thêm tiền của học sinh đó, à, lấy thêm tiền học sinh phí đó, thì cái này Dạ ok anh em mình nên nhắc nhở nhau, à, nhắc nhở nhau để mà mình ngăn ngừa cái bọn phản động đó. À, và nhất là cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày sụp đổ của cái chế độ Ngụy Sài Gòn, do đó là những cái ước vọng của những cái tên phản động nó vẫn còn, và hiện nay chúng cũng vẫn là đang phá hoại. À, do đó là anh bảo. chúng ta cũng có những cái mà thảo luận sâu xa về những cái nguồn gốc đó. À, cũng như là hồi nãy anh có thấy một cái ý là xúc phạm đến Bác Hồ, và nhất là những cái ngày lễ này thì thường thường là những có những phần tử là lên xúc phạm đến Bác Hồ. Và đây một cái điều kiện, và chính anh là Ngụy nhưng mà anh rất là tiên quyết vấn đề này, là đụng chạm tới ai, đụng chạm kể cả anh, nhưng mà nếu mà đụng chạm tới Bác Hồ là anh rất bức xúc Đó là và cái nói tiêu là căm chí thù, của em luôn anh. Em nói là bản thân. là căm thù tuyệt Đúng đối. rồi. Thì bây giờ anh xin nhắc lại để cho những cái anh lính Việt Nam Cộng Hòa mà còn cái tư tưởng mà chống đối, một hai nữa là có những lớp trẻ bây giờ chả biết gì về Bác Hồ hết thì lại xúc phạm Bác Hồ. Mày có lẽ những cái bạn trẻ đó là khi lớn lên là được ăn học, nó không có chứng kiến được cái cảnh khổ, nó không có quay ngược lại về hồi thời 1945 54 trước. Và Bác Hồ là cái người tôi cũng nói cho các bạn biết là lúc đó là cha mẹ tôi một ngày hai vợ chồng chỉ có chung một cái quần thôi, một cái quần bàn, đi làm rồi về phải thay để ngủ, sáng mai cái quần đó là cách để dành đi khách, rồi lấy cái quần bằng bố bằng may bằng bao bàn đó để đi làm tiếp. Và biết bao nhiêu cái cảnh khổ khác của nhân dân lúc đó, đói rồi bị giặc Pháp, giặc Nhật, phát xít Nhật Pháp đàn áp, mà Bác Hồ là cái người đứng ra đầu tiên để giải phóng cái giai cấp đó và giải phóng cho cái giai cấp bị bóc lột. Và từ chỗ đó Bác Hồ hy sinh tất cả để đi tìm đường cứu nước. Và thậm chí sau này có một số phê bình và xuyên xỏ Bác Hồ cũng như con Lý Sa Phạm đó. Nó cho là Bác Hồ là cái người đi xuống Tàu để đi làm mướn, làm thuê đó, rồi về phải vào trong rừng, trong hang bắt bó, trốn chui, trốn nhủi trong, mà vậy mà làm lãnh tụ. Tôi không hiểu các bạn nghĩ như thế nào, các bạn đánh giá một cái con người vì nước vì dân như thế. Bây giờ các bạn xem lại trên tất cả trên các vị lãnh tụ trên thế giới, kể cả các đời tổng thống, có một cái vị lãnh tụ nào giống như Bác Hồ hay không? Lúc sống thì một thân một mình, không có tài sản, và lúc chết chính bây giờ cũng chả có cái gì vật chất để lại cho cái hậu thế. Và các bạn có xem những cuồng phim giải phóng ngày trước mà Bác Hồ ở trần mà dắt cái khăn trên vai mà chống cây gậy đi trong rừng? Tôi nói thật cho các bạn là nếu các bạn là người dân tộc Việt Nam, các bạn xem những cảnh đó, các bạn sẽ thấy một cái người ái quốc, đó là Hồ Chí Minh.
Và dân tộc Việt Nam tôn sùng ông Hồ Chí Minh là người gì cha già dân tộc, cũng rất đúng thôi. Thì tôi khuyên các bạn là cái lớp trẻ đó, mà tôi không nói là các bạn, bởi vì các bạn có một cái chống cộng rồi thì tôi không có nói các bạn là đừng chống, các bạn cứ việc chống à. Nhưng với một cái lãnh tụ như vậy và với một cái lứa tuổi như các em bây giờ nghĩ đến Bác Hồ, nghĩ đến Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì các em nên có cái nhún nhường và có một cái lễ độ nhất định. Thì con người mà không có lễ độ, không có lễ phép thì chả làm được gì đâu. Bây giờ dù các em có học hay là các em có ở nước nào du học đi nữa, mà các em có những cái lời lẽ mà xúc phạm đến một vị cha già dân tộc như Bác Hồ thì không nên. Đó là một vấn đề là tôi muốn nói. Cái thứ hai nữa là hiện tình gì xã hội bây giờ thì có vấn đề này, thì đề nghị Bình Dương cũng nên mời một số anh em lên bàn để chúng ta cùng nhau là cái đạo Đức Chúa Trời Mẹ, là cái đạo đó bây giờ đang đang răng răng ở trên đất nước mình và kể cả ở miền Tây, và vừa rồi như ngày nay là đã bắt một vụ ở Hải Phòng. Cái đạo này nó tiêm nhiễm và nó làm mất đi cái đạo đức của người dân tộc Việt Nam là thờ cha kính mẹ. À, và có những cái clip mà tôi thấy là Bảo Trâm có ghi lên trên Việt Vệ Sinh đó, là bàn thờ đem hốt liệm xuống hết à, và chỉ có biết Đức Chúa Trời thôi chứ còn cha mẹ thì không thờ cúng đến. Thì cái này chúng ta nên suy nghĩ, bởi vì con người Việt Nam á, thì phải có ông bà tổ tiên và có cha mẹ, và cái đứng sanh thành ra mình là cái người mẹ, người cha có công nuôi, người mẹ có công sanh thành à, mà mình không biết tưởng nhớ đến, mà mình đi tưởng nhớ đến một cái ông Đức Chúa ở cái xứ địa nào đâu, nó là vô hình vô tri ở đâu, mà trong khi cha mẹ mình không để đến, không để ý đến, không thờ cúng đến. Thờ cúng thì cha mẹ không ăn đâu, nhưng đó là cái biểu hiện của cái hiếu đạo của một con người. Và tại sao cái đạo Phật người ta lại tuyên truyền là phải giữ cái chữ hiếu, và chúng ta đa số là đều theo đạo Phật, tại vì chúng ta muốn giữ cái phong tục của người Việt Nam là Đúng thờ rồi. cha kính mẹ. Do đó là nếu cái đạo này nó lan truyền rộng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phong tục của người Việt Nam, và chưa nói đến những cái lời cầu nguyện. Vì vậy anh biết cái đạo này nó cũng giống giống như cái đạo Tin Lành. Thì hồi đó anh có bên tham gia vào cái đạo Tin Lành một thời gian, thì cứ những cái lời mà lúc mà vô thờ cúng là đưa tay lên để mà cầu nguyện Đức Chúa, thì lúc đó là phát biểu cũng như mình phát biểu thôi. Trong phát biểu là cầu nguyện là cái công ăn việc làm, có người cầu nguyện cho con học hành nên người, còn nhưng lại cũng có người cầu nguyện cho chế độ sụp đổ đó. Vô là đứng đưa hai tay lên vậy là cầu nguyện đó. Nhưng có những lời cầu nguyện rất là phản động. Tại vì lúc trước anh cũng có được một số anh em là cử vào cái Tin Lành đó để nắm bắt cái thông tin của cái đạo Tin Lành. Thì anh thấy cái đạo mà Đức Chúa Trời Mẹ này nó cũng giống giống như cái đạo Tin Lành. Nhưng mà Và dạ rồi anh cứ nói tiếp anh. nó có một cái tổ chức từ cái đội thiếu nhi đến cái người lão rất chặt chẽ. Và cái người mà vào đạo rồi á, là những em bé đó nó sẽ đưa ra, như mình ở đây mình tổ chức là cái hội thiếu nhi măng non hay cái gì đó, một cái tổ chức đó riêng, có một cái cô giáo huấn luyện đó riêng. Thành ra chúng ta nên, theo anh thấy là anh thì cũng không nắm được hết, nhờ ý kiến hết ráp của anh em mình nên góp nhau cái vấn đề đó để phản đối lên vấn đề đó và vạch trần những cái thủ đoạn đó để cho bà con mình là thấy được cái đó mà tránh. Nhưng mà À, thì giờ ý kiến luôn. cái nguy hiểm nữa là nó cho uống một cái thứ nước gì mà trước khi làm lễ để mà tạo cho con Nó người gần như nó cho mình uống cái nước thánh và có một cái miếng bánh. Miếng bánh đó thì mình chưa kết luận được là ok. có thể cái nước đó là có một cái chất gây mê. Cũng như đây anh nói hơi leo lề tí xíu về xã hội, thì anh hơi leo lề chứ anh đang sợ ở cái vùng giới nè. Và những người mà thua tán gia bài sản, thì bởi vì cái casino cách anh đây có khoảng có 500 mét thôi, đó thì em biết như thế. Anh nói luôn cái vấn đề xã hội để leo để cho chủ nước đó. Thì khi mà vô trỏng mà vô cái casino mà đánh bài thì nó sẽ bưng nước ra nó dâng cho mình. Nhưng mà trong đó có một loại thuốc nó để kích thích, chứ không phải là thuốc cho mình làm buồn ngủ ha, cái gì hết.
nhưng nó kích thích khi mình suy nghĩ rằng là mình bực bội cái gì đó là mình bộc phát cái tánh mình lên. Thì như vậy là những cái con bạc và vào đó là đến khi mà đến lúc mà nó cho uống nước đó rồi á, là thua chừng nào cho sạch túi thì mới chịu về, chứ còn không bao giờ chịu về. Đó. Và nó làm cho cái con người đê mê vấn đề đó. Thì cái anh nghĩ là cái thuốc này mà nếu không khéo thì cái đạo mà Đức Chúa Trời Mẹ này nó cũng dùng cái thuốc này. Thì chắc chắn là... Nó làm cho con người mình không 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 nhận xét được cái chính chắn. đúng rồi, không không còn nhận thức được, nhưng mà chỉ giống như lắng nghe được những cái lời kích động, những cái lời gọi là, tại em có xem một cái clip nhìn nó rất ư là ma mị. Thì nếu Rồi còn một cái này nữa anh cũng nói luôn là có những cái thủ đoạn, cũng như ở Long An em biết là em theo dõi, em biết ngôi vườn kỳ lạ không? có anh có À, em có nghe cái đó chứ dạ gì? có Thì cái đó là hồi đó anh ở ở gần đó, dạ tất nhiên ngôi vườn nó chả có gì hết mà các nhà khoa học đều đã đến đó để xét nghiệm rồi. À, nhưng vì cái tư tưởng và cộng vào nó tổ chức những cái người bên ngoài vào. À, thì do người anh vào vào thì khi mà khách quan hoặc phóng viên đến đó, thì nói là cái này ở đây cứ đến đây có những ông là từ ngoài Bắc á vào đó nằm đó, Dạ nằm đi hàng vào. tháng trời đó. À, nằm hàng tháng trời đó để trị bệnh. À, nhưng rốt cuộc hồi ở đó thì hết. Nhưng mà Như thí dụ về như là về thì nó lại tái phát, mà nó lại đặc biệt cái là chỉ có những người địa phương khác đến thôi, chứ còn ở tại đó người ta không ai tham gia gì hết, và người ta ở đó là chứng kiến là cái này nó không có kết quả gì hết. Nhưng ngược lại những cái người địa phương khác đều đến đó thì nó do cái tư tưởng thôi. Tất nhiên là ở bệnh viện, thí dụ những người bệnh nặng là ở bệnh viện nó đã chê rồi, thì khi về mới là nghe tới có ngôi vườn kỳ lạ đến đó để nằm ăn nằm ở đó. À, thì cái hy vọng cuối cùng là chỉ còn cái ngôi vườn này để cho mình tình sống thôi, thì nó làm cho con kích thích con người có thêm một cái nhiệt huyết sống được một thời gian nữa và tỉnh táo trở lại. À, từ chỗ đó là nó làm cho con người là cứ nghĩ ngay là nằm tại cái ngôi giường đó là nó hết bệnh. À, thành ra cái khâu tư tưởng và cái khâu tín ngưỡng nó rất biến là quan tướng trọng. À, nó biết chứ, nó mất cái niềm tin. À, ví dạ dụ như bây giờ anh em tạo cho người ta cái niềm tin thì người ta có thể sống thêm được 1 2 ngày nữa đó. À, cái tinh thần, cái ý chí nó thể cho làm cho người ta sống thêm. Thành ra cái này là mình nên nên, nên cảnh giác. À, nhưng bây giờ mình nên lan rộng ra cho bà con người ta cảnh giác vấn đề này, nhất là những cái mê tín dị đoan. Anh nói thật, anh không phải là anh muốn trở lại cái thời thời bao cấp, không phải anh muốn lại thời bao cấp, nhưng anh xét thấy là cái thời bao cấp lúc đó có những cái hay. Và anh chắc không biết em có hiểu thời bao cấp không, những thời bao cấp mà những cái ông mà thầy pháp hoặc thầy ấy là mấy ông công an bắt hết áo luôn, chứ không phải được tự do như bây giờ đâu. Cái thời bao cấp nó có cái hay đó là dẹp được những cái mê tín dị đoan mà dạ nó phi lý. dạ tại vì thật ra cái đó thì nó cũng như thế này anh, tâm võ ngủ sớm mà tâm võ, thật ra thì lúc đó là cái vấn đề không được tự do tín ngưỡng, thì thật ra nó cũng có một cái hay và cũng có một cái khó, là tại vì hay là có nghĩa là mình sẽ kiểm soát được vấn đề mê tín dị đoan là một cái, thứ hai nữa là sẽ hạn chế, từ cái hạn chế đó mà có cái tâm lý thì cái người dân họ họ cảm thấy là họ không dám làm hơn. Còn bây giờ thật là tự do tín ngưỡng, mà tự do thì thành ra tự do quá, nên đâm ra họ lợi Đúng dụng, rồi. có một số họ lợi dụng vào cái sự tự do đó, và cộng với cái người bản chất của cái người Việt Nam mình đôi lúc rất ư là nhẹ dạ, đôi lúc nhiều khi nghe một cái điều, ví dụ như họ đến cái người đó vào một cái lúc là họ người đó đang có một cái chuyện gì buồn bực, hoặc là chuyện gì một cái chuyện gì tức tối, thì họ đến họ chia sẻ, dần dần họ nói những cái điều người cảm thấy là thuyết phục được họ, thì vô tình họ làm theo những cái điều đó. Tại đây bản thân em nhìn em thấy rất nhiều những cái trường hợp đó. Chứ nếu mà xét đi cho cùng, giống như ở đây em nói là cái vấn đề mà đi biểu tình cũng vậy, nếu mà để mà xét về theo lực thì hoàn toàn là người dân sai hết, dù biết rằng là trên phương diện mình làm đúng á, nhưng cái cách thức mình đều làm sai. Tại cái điều đầu tiên là cái điều mà gây rối trật tự công cộng, đó là cái điều đầu tiên mình đã phạm phải rồi. Đó. Nhưng mà họ lại không nhận ra. Họ cứ nghĩ rằng, họ cứ nghĩ là cái văn hóa số đông, rồi nào là những cái thành phần kia, họ cứ thích là quyền công dân, là cái người dân là cái người làm chủ. Đó. Thì làm chủ thì muốn làm gì làm, đâu phải vậy.
mình làm cái gì nó cũng phải có cái nguyên do, nó có mục đích, và cái nơi nơi nào mình làm cái gì nó phải như vậy chứ không phải đó. Nên chính vì điều đó nên anh thấy là cái vấn đề cái đạo Chúa Trời này cũng từ do cái chỗ là tự do tín ngưỡng mà cuối cùng họ lại đi lạc cái đề. Tại tự do tín ngưỡng nhưng trong những cái đạo được nhà nước cho phép, còn những ngoài những cái đạo đó thì đương nhiên chắc chắn nó là sẽ tà đạo. Bây giờ cái âm mưu mà nó phá hoại, nó nhiều cái chiêu trò và nó nhiều cái thủ đoạn. Tuy nhiên là nó cả lồng cả vào vấn đề mê tín, vấn đề tín ngưỡng và kể cả tôn giáo. Và hiện nay nó là như thế. Thành ra là mỗi cái nó đều có một cái một 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 cái phương án để mà nó phá hoại. Nó thành ra là anh thấy là nó cái tự do bây giờ, bởi vì có một số ở nước ngoài nó cho là Việt Nam không tự do. Anh thấy em nói không phải là ấy nha. Nhưng mà người dân mình có những cái cũng rất là vô ý thức. À, Chính xác anh. đến cái dân, anh nói là vấn đề là giao thông thôi, anh đơn giản thôi, đồng ý là trong cái lực lượng công an cũng có một số anh là tiêu cực, nhưng cái tiêu cực đó anh thấy có những cái nó cũng không đáng để mà phải nêu lên. À, tất nhiên đó là những cái tế nhị thôi. À, nhưng người dân mình đó, có những cái vô cùng là quá trớn. À, bây giờ người ta chặn cái xe lại, à, thì anh ỷ anh học được cái luật pháp, anh dặn dẹo cái anh chiến sĩ công an, à, anh kiếm cớ này cớ nọ để rồi anh dặn dẹo cái lý lẽ đó, à, rồi đó anh chưa kể tới những người là quá là cực đoan, là khi không chấp hành luật lệ giao thông còn cản trở, rồi còn lại có những cái clip anh thấy là đánh cả công an, Đúng à, rồi. mà cái anh thì anh nghĩ là ở nếu mà ở bên Mỹ chắc là cảnh sát Mỹ nó bắn chết tại chỗ. À, mà cái anh công an cứ cầm cái cây vậy mà cứ vậy thôi chứ còn không dám đập. Anh nói thật, nếu mà anh là lực lượng công an mà nói thành ra nó quá đáng chứ, lúc đó tới đâu tới chắc cũng bữa cho mày một cây chứ, tức quá. Mà anh thấy có những thằng nó nhảy vô rồi nó xô đẩy anh công an, nó làm những cái anh thấy là cái ý thức của cái dân mình là nó cũng chưa có chấp hành đúng theo cái luật pháp của nhà nước, và có khi là lợi dụng vào cái tự do, thấy không ai làm gì được thì mình cứ lại lấn tới, thì từ chỗ đó là để cho cái lũ tội phản động nước ngoài nó chen vô chỗ đó. Để ví dụ anh nói bây giờ cái biểu tình á, thì nhà nước mình cũng chưa chưa anh thấy là chưa có cái luật biểu tình, nhưng về cái phản đối về những cái vấn đề mà nó quan trọng thì cũng có thể làm được đi. À, nhưng mà lợi dụng vào chỗ đó để đòi hỏi những cái chuyện là không không chính đáng. Nó thành ra là những cái trường hợp mà anh thấy như ở ngoài Bắc á, ở Nghệ An, ở Vinh rồi đó, thì anh thấy là cái người dân nó hình như là cái ý thức về cái tự do nó không có, mà chỉ thể hiện lên cái bộc phát của mình thôi, chứ cũng không nghĩ đến cái thiệt hại hay là cái vi phạm cái luật pháp. Đa phần là họ chỉ nghĩ cái lợi ích cá nhân, họ đặt cái lợi ích cá nhân hơn cả là cái lợi ích của một địa phương của mình, nên từ chỗ đó họ phạm phải cái sai lầm. Ví dụ như điển hình như cái vấn đề mà em lên án là cái gì mà cái giáo xứ gì tổ chức để mà gọi là những đứa học sinh trưa nắng văn biểu ngữ đi biểu tình vì cái vấn đề là cái ngôi trường đó là học cho học 2 buổi hay thêm tiền đóng học phí gì đó, thì bây giờ cần gì anh phải đi xuống đường đúng không? Đại diện một số phụ huynh nào đó đi đến gặp ban giám hiệu của nhà trường nói chuyện trước đã, còn bây giờ những đứa trẻ nó ngây thơ nó có biết cái gì đâu, bắt nhỏ cầm băng rôn đi giữa trưa nắng như vậy thì người lớn kêu bắt những trẻ nhỏ làm điều đó thì bản thân người lớn đã sai rồi mà cứ nghĩ rằng mình làm đúng. Nó, anh nghĩ anh nhìn những cái điều đó anh thấy có phải là như vậy không? Rồi bây giờ cộng với những cái thành phần bao que xỏ lá nó xuyên tạc thì nó nói ừ cái đó là quyền công dân, các anh được quyền làm, được quyền ở chỗ nào? Điều đầu tiên là gây rối trật tự công cộng rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa, trẻ em nó đâu biết vấn đề gì đâu, thì bây giờ mình đòi hỏi quyền lợi thì đại diện một người nào đó đi đến nhà trường nói chuyện trước đi đã. Rồi nếu bây giờ nhà trường không thuyết phục, hoặc là bây giờ cho thời gian nhà trường suy nghĩ trong vòng 1 tuần 3 ngày gì đó đưa ra một câu trả lời, rồi đại diện người này mình sẽ nói chuyện một cách, đó là mình thể hiện mình là một người văn minh và thể hiện mình là người có kiến thức, mình làm việc tuân thủ theo theo cái nội quy của nhà trường, tuân thủ theo cái nội luật pháp của cái địa phương này. Nhưng mà tại sao họ không làm điều đó? Rồi cộng với những cái ông cha thờ ổng dựa vào là cái uy tín mình là người đứng đầu giáo xứ để rồi kích động thêm giáo dân để đi làm điều đó.
thì đã một người sai rồi kéo luôn cả những người khác sai, cuối cùng dẫn luôn cả một đám con nít đi theo, mà đám nó lại xe theo mà nó chả biết là để đi làm cái vấn đề gì, thì em chả hiểu là cái Như thì vấn đó em. đó. Anh thấy là đó là những cái vấn đề trong cái xã hội của mình hiện nay, cộng với những cái thành phần mà đôi lúc bị thiệt thòi một chút xíu thì bắt đầu lúc đó sẽ lên gọi là dân quan rồi đi đi cứ đầu biểu tình. Em nói thật anh, họ càng làm điều đó thì nói thật cái sự mà gọi là họ càng tự họ trói chân họ nhiều hơn. Đất nước một Một đất nước cái Việt con Nam là cái đất thế nước này đang phát triển thì luôn là luôn kèm theo những khó khăn, và những cái khó khăn đó đòi hỏi người dân của chúng ta phải đồng lòng. Bởi vì em nói là họ nghe lời những người nước ngoài nói cái gọi là chính sách an sinh xã hội của nước ngoài rất tốt, đi trẻ em đi học không đóng tiền, người lớn người già thì có được trợ cấp, còn Việt Nam tại sao không có? Tại vì Việt Nam, em nói thật anh, nếu Việt Nam cái người dân ý thức được ha và có được cái niềm tin ha, thì mình đóng góp cho nhà nước thì cái điều đó đất nước Việt Nam mình thừa sức làm được. Nhưng tại vì sao bây giờ những người điều hành đất nước đang còn gặp rất nhiều khó khăn là phải đối ngoại rồi đối nội, tất cả những cái vấn đề là còn rất nhiều, thì cái người dân, bản thân người dân trong nước mình phải có một cái ý thức ha, cộng với những cái sức đóng góp của các anh chị hải ngoại khuyên người dân Việt Nam các anh hãy học như chúng tôi đang sống bên Mỹ nè, đúng không? Mình đi làm chính phủ Mỹ người ta giữ mình bao nhiêu phần trăm lương, mình phải giải thích cho người dân người ta hiểu được, thì khi người dân hiểu được, người ta có ý thức đi thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng. Người dân đã có ý thức rồi, em nói thật anh, đi ra đường cũng không cần phải giúp cảnh sát giao thông đứng để mà thổi xe để làm gì, anh nghĩ đúng không? Nên ở cái đây đó em là cũng nó đúng thôi, nhớ, nhưng mà cái tại vì khổ là cái cái người dân của mình không nhận ra được cái quyền của mình ở đó, nhưng mà luôn đòi hỏi những cái nó cao hơn cái đó, mà bản thân mình cái thấp mình còn chưa thực hiện được mà đòi hỏi cái cao. Là ở đây em nói em chỉ trích những cái thành phần mà dùng cuốn hiến pháp mà để xúi giục người dân làm theo hiến pháp, luật còn chưa nắm được để đòi tôi hỏi tới tới cái hiến pháp thì làm sao người dân họ hiểu. Anh thấy nó đó có là một cái này thế cái gọi này là nghịch lý nữa không? mình phân tách ra nó rõ ràng vậy thôi, như vậy thôi. Tất Dạ nhiên là đất nước mình mới giải phóng đây, tất nhiên là mình mới bắt đầu là làm kinh tế này khoảng hai mấy ba chục năm nay thôi đó. Và cái dân dạ trí, và kể cả anh nói là cái lớp trẻ mà được đào tạo được học bằng văn hóa cũng mới đây thôi. Tất nhiên cái đất nước của mình nó chưa, cái người dân nó chưa có cái ý thức hệ như những nước tư bản như Mỹ. Cái ý thức của người dân á nó không có. Cái thứ hai nữa là cái đất nước nó còn nghèo, có nghĩa là mới giải phóng chưa sắp xếp vào một cái khuôn khổ mà nó giống như Mỹ. Như Mỹ bây giờ em qua bển em cần cái là giờ em qua muốn mua xe là em có xe rồi, tại vì cái hệ thống kinh tế, hệ nhớ thống tính toán người ta đã vào khuôn rồi à, dạ người nó ta không đã đâu khác vào đó à, dạ dạ đâu vào đấy hết rồi. Còn Việt Nam mình bây giờ cái ý thức của người dân, anh nói thế này nè, bây giờ em thử em đi ở một cái chợ đi, có khi là 10 cái tiệm tạp hóa đó có ba cái tiệm tạp hóa đã trốn thuế rồi à, chính không đóng xác đủ thuế rồi, hoặc giả là gian lận thuế rồi à, thì như vậy bây giờ em đòi hỏi nhà nước phải lo cho em toàn diện thì làm sao lo được à. Cái thứ hai nữa là cái xã hội nó còn những cái bất cập, có nghĩa là cái người làm chính quyền cũng chưa hẳn cái tư tưởng phục vụ cho dân, nó lại phát sinh dạ ra đúng thêm một cái vế thứ hai nữa dạ đúng đó. rồi Thì cái đất nước này mình sống đây mình phải hiểu cái đất nước mình nó như thế thì nó phải như thế, chứ không thể là bây giờ mình lấy cái đất nước mình phân bì với nước khác được, tại vì cái dân trí của mình rồi cái kinh tế của mình nó không giống như nước đó, mà nó phải anh nói là cái lưới tới một cái lớp cháu hay là lớp con của em cả là nó mới mới có được, là có thể là thực hiện được cái vấn đề đó à, chứ còn bây giờ mình vừa vấn đề này vừa vấn đề nọ nó cộng vào cái người dân của mình, bây giờ nói anh nói không phải là mình chê, nhưng mà mình đánh giặc mình đoàn kết mình đánh Pháp đuổi Tây ấy, thì nó giỏi à, nhưng mà bước qua vấn đề mà cá nhân thì mình cũng là Việt Nam mình cũng là con cái là rất là, mà em thấy là không phải là mình chê nhưng em thấy là rất nhiều chuyện à, như bây giờ đúng em anh nói như cái vấn đề mà vừa vừa rồi mà xảy ra vấn đề mà binh mà đi trộn với cà phê làm hạt tiêu cho dân ăn thì em thấy sao, cái đó là ý thức của ai, nhà nước có bắt cái chỗ đó làm không, phải thì không? Cái ý đó thức người dân là vì cái quyền lợi thôi, vì quyền lợi còn bất chấp hết à, thì bất đó chấp hết luật pháp, thì bất chấp hết lên những cái thì à, thì em mình mới không 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 nói là cái đó là à, không thể là mình bị được. do cái đạo đức con người của người ta, mà đạo đức con người là do bản thân chứ không phải đạo đức do một xã hội làm.
đúng không? Mình làm điều gì mình phải nghĩ đến cái tâm của mình phải nghĩ cho người khác, đúng không? Ví dụ bây giờ em nấu một nồi gì, nồi hủ tiếu em bán, em có tâm em nấu bằng xương, em nêm vừa đủ thì đương nhiên em bán nó sẽ ít lời hơn, nhưng em cảm thấy những người cô bác xa gần hay là những người lạ, người ta đến ta ăn một cái bát phở băng tô hủ tiếu của mình cảm thấy là họ ăn họ cảm thấy hài lòng hay như thế nào thì mình không biết, nhưng quan trọng nhất mình nấu bằng cái tâm của mình. Còn bây giờ em đi ra em mua một cục hóa chất vậy em bỏ vô nồi súp nó ngọt, ai ăn chuyện của mọi người, tôi lấy tiền chứ không đâu. Thì đó là đạo đức của em không có, lương tâm của em không có, đó là điển hình giống như vụ cà phê mà trộn pin đó. Rồi chứ em nói Đó. ở đây thêm một cái nữa là cũng thêm một cái buồn cười nữa là các anh chị ở hải ngoại khi nghe pin cà phê trộn pin thì vội vàng á, nói là từ đây trở đi cái gói cà phê G7 của cà phê Trung Niên Nguyên á, sẽ vứt vào sọt rác không uống nữa. Anh thấy có một cái điều vô lý không? Một công ty cà phê Trung Nguyên người ta có tên tuổi ở thị trường và tên tuổi ra cả thế giới, mà ở vì một thông tin pin cà phê trộn pin thì lại đem đi dục cái gói cà phê G7 rồi quy chụp cho người ta là cà phê cũng giống như cà phê kia, thì anh thấy cái nhận định ra sao? Cái đó là cái một cái giới đó là một là tiên nhận định đó, một là thành phần xuyên tạc phản động, hai nữa thành phần quá hiểu kém hiểu biết. Bởi vì bây giờ cái một người ta chỉ cảnh giác những cái loại cà phê trôi nổi thôi, không có nhãn hiệu, không có địa chỉ, không có kiểm tra chất lượng. À, còn bây giờ tất cả các cái loại cà phê không riêng gì Trung Nguyên mà cả cà phê bịch này nọ là có địa chỉ, có nơi kiểm tra chất lượng, vẫn sử dụng bình thường. Nhưng mình Thì cảnh giác những cái loại cà phê trôi nổi. À, đó, chứ đâu đâu nhưng đâu mà đâu đâu phải mà. thay vì họ lại phân tích thì họ nói họ lên live stream họ ngồi họ nói luôn thì anh thấy là cái nhận định của mình kiểu đó thì như thế nào. Vậy em mới nói là ở trên cái vấn đề trên đây mình nói ở cả một cái thế hệ, em giống như anh nói mới nãy là đời con đời cháu của em, thì em mới nhắc lại hôm bữa trước em có nhắc rồi lời của Bác Hồ rất là hay, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, đúng không anh? Thì bây giờ một đời người nó có thể là được 70 năm, bây giờ tuổi thọ của mình kéo lên cao rồi đến 70 năm, thì giờ chắc chắn cái thế hệ em đã từng nói là thế hệ ông cha của em là hy sinh bản thân mình để giành độc lập cho đất nước, thì bây giờ đến cái thế hệ của em có thể hy sinh thân mình cố gắng xây dựng được cái gì cho đất nước càng tốt, và được hưởng hay không là con cháu của em hưởng, chứ bản thân em đến ngày hôm nay em cảm thấy hài lòng. Đúng rồi, em vậy cũng đã hưởng rồi, cũng đã có hưởng Dạ rồi đó. Bây giờ anh thì đó, lật ngược lại vấn đề. nếu mà so sánh lại với ông cha mình đó, thì bản thân em sướng hơn ba em rồi À, sướng hơn nhiều, đó. à, chính Ba bản ba thân em anh là anh cuộc sống của anh thôi mà anh đã chứng kiến là cái trước kia anh cực hơn là bây giờ. dạ À, đúng rồi con, cuộc em đúng một cuộc đời thôi. À, nó rõ ràng bây giờ, còn đừng nói tới cha mẹ mình, phải nói là cha dạ mẹ mình mà cái hồi đó là nó quá khổ. À, còn bây giờ em thấy là à, chúng ta còn thiếu gì đâu. À, bởi vậy chứng tỏ cái chỗ này để cho cái bọn mà ở nước ngoài nó cho là đất nước Việt Nam không phát triển. Nó nghĩ là đất nước Việt Nam cứ thụt lùi không không phát triển. Anh tức có những cái tên phản động là nó lên nó rạ rạ trên nó cứ nói là đất nước Việt Nam bây giờ là nghèo khổ này nọ. À, đủ thứ hết, những cái chuyện gì mà cực cùng cực này đều dồn cho Việt Nam hết. À, nhưng mà nó không vào đây để nó thấy những cái tiến bộ và nó không chịu nhìn lại lịch sử. Anh nghĩ là những cái loại này nó ở ngoại hầu trước, nó là con cái của cái tụi địa chủ tư bản, nó sống trên sa hoa nhung lụa không. À, nó không biết cái cực khổ, nó không chứng kiến cái dân tộc Việt Nam mà từ cái lúc mà trâu người kéo cày rồi đến trâu kéo cày mà bây giờ cơ khí kéo cày. À, nó không có thấy cái sự tiến bộ đó mà nó chỉ thấy là cuộc sống của nó được dung đầy do cái đồng tiền viện trợ của đế quốc Mỹ và những cái đồng tiền mà lục ngoại bang rót cho nó, vì nó là cái thằng tay sai thôi. Chứ nó không nghĩ được cái dân tộc Việt Nam cái đại mình lấy cái chung chứ không lấy một cái phần tử nào thôi. Ví dụ như cái chế Dạ độ Việt đúng Nam rồi Cộng hòa thì hồi tại sao có một số hồi trước nó nói là chế độ Cộng hòa quá sung sướng, cũng như mấy ngày trước có mấy anh lên lên livestream, có một anh livestream ở trên cái nhà của Ngọc Nhiên à, lên có râu, bữa đó anh lên không được anh cũng tức. Mà cái cô bé gì đó thì cái lý luận của cô bé đó thì cô bé dịp sách vở thì hay nhưng mà thực tiễn của nó không không nêu dẫn chứng được. đó. À, Dạ bé và gì anh à, cô bé cái gì đó, tất nhiên lý luận cô bé đó, tất nhiên là sách vở là cô bé đó là rất rành đó, à, sử rành, nhưng về dẫn chứng thực tế để đá ngã này thì anh cô bé dẫn chứng không được.
À, bây giờ tại sao không thấy cái đất nước này nó từ cái chỗ là bần cùng mà được đảng lãnh đạo, được chính phủ, được nhà nước lo lắng, mà bây giờ cuộc sống nó như thế này thì mình thấy nó cả một quá trình rất là khổ cực, chứ không phải là nó được nó không phải mà trên trời mà rơi xuống đâu. Bao Đúng nhiêu rồi xương anh. máu của bao nhiêu chiến sĩ đó, bao nhiêu cái sự hy sinh của là bà con nhân dân, và anh chính là anh người chứng kiến cái cảnh mà nhân dân ta là nhịn ăn để mà đấu tranh đánh cái đuổi đế quốc Mỹ. À, anh đã chứng kiến gia đình anh hồi trước ở sống trong vùng cách giải phóng á, anh chứng kiến cảnh đó. Anh lớn lên là mới về thành phố Mỹ Ngụy, thành ra giữa hai cái đó anh chứng kiến hết. Thành ra những cái tên đó ở ngoài chỉ là biết nói trên cái nhung lụa thôi, bởi vì nó là con của những cái thằng đó, nó là cháu những thằng đó, mà bây giờ nó muốn đấu tranh là để đòi lại cái gì? Nó lên đây nó chửi cộng sản, nó chửi này nọ để nó đòi lại đất đai. Bởi vì cái em biết á, chắc có lẽ là em biết, tuy em không chứng kiến cái lúc đó, nhưng em biết là trước á, là đất đai nó nằm trong địa chủ đó, Em biết địa chủ là nó nắm đất đai hết. À, nhưng ông dân này chỉ đi làm thuê cho nó mà nó trả công rồi rẻ rẻ mà, rồi còn bị là chèn ép đủ thứ hết. À, dạ đúng rồi. thì vì cái chỗ này là Bác Hồ mới là đấu tranh lên để giải phóng cho cái dân tộc bị áp bức này. À, nó vì cái chỗ này Gọi là thì như vậy thì nó con cái dòng họ vô cái phe đó, và hồi trước mình đã tịch thu đất của nó rồi. À, thì bây giờ nó về nó đang nó muốn đòi lại đất đó để nó làm địa chủ tiếp. Rồi cái thứ hai nữa, tại sao nó chửi là Việt Nam theo Tàu, à, Việt Nam theo Trung Quốc? Em nhớ là sau khi giải phóng mà cái kinh tế ở Việt Nam hồi trước là cái chợ lớn nó nắm hết, là tất nhiên anh muốn nói là cái người Tàu người nắm gần hết cái kinh tế của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, có thể nói là 70% á, là dạ cái đúng rồi quận anh, chính 5 và quận 11 là đều người Tàu ở, và toàn bộ những cái xí nghiệp, những cái kinh tế quan trọng là người Tàu nắm hết. Do đó mình mới có cái công những cái cuộc là gì đánh lớn Tây nhất Bạc lúc ở đó thành mới. phố Hồ Chí Minh là À, thời đó là chỉ người qua nắm hết, do là đó là điển hình là ông Hứa Bổn Hòa, à, người qua nắm hết, điển hình là ông Hứa Bổn Hòa. nó trên đó. Thành ra là bây giờ cho mình là như thế Ở thành để phố rồi nó Hồ Chí lấy cái Minh cớ bây đây giờ là của ổng còn lại rất nhiều, chống lại trước cửa chợ Bình đất Tây, nước này. à, À, trước cửa anh thấy chợ, chưa? Đó, cái chợ lớn đó. Thì anh biết cái chế độ đó, còn nói là chế độ hồi trước, bây giờ anh nói đây rồi, giờ sắp tới ngày 30 tháng 4 cũng nói thêm 1-2 tiếng để giờ, để rồi em còn mời người khác lên. Cái chế độ ngày trước mà nói là chế độ không tham nhũng, không có móc mặt gì dân, anh chứng kiến là anh tuyệt đối phản đối đó và phản đối đến cùng. Anh hỏi em nè, chính anh là cái thằng lính quèn thôi, tất nhiên là anh đi lính quèn thôi, anh mượn cái tranh đi lính, mà đến khi mà anh túng cùng của anh thể, anh bỏ tiền ra anh mua cái chức, một cái bằng để anh đi lính được, mà anh mua ngay cái ông tỉnh trưởng, thì cái chế độ đó em đánh giá nó như thế nào? Phải không? À, rồi kể cả như anh có nói là kể cả vợ của ông Mỹ Anh Thiệu, à, và đi buôn lậu, khi bị bắt buôn lậu rồi thì những người mà bắt Đúng buôn rồi lậu đó, đó phải ở tù phải hoặc tù là lại. bị tiêu chuyển đi chỗ khác. Rồi bây giờ nó cứ đổ thừa cho cái chế độ mình là chế độ là tham nhũng, mà trong khi đó cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước nó như thế đó, mà nó bây giờ nó đứng bên đó, nó cứ nó ra rả, nó cứ tố cáo bên này không, mà nó không thấy được cái chuyện mà cuối là ô nhục của chế độ nó Thì đó. Thành ra anh nói như vậy để anh anh thấy em cái mình cũng trao đổi như đó. cách hôm nay, hôm buổi live stream trước của em cũng có một cái anh đó, ảnh lúc đầu ảnh lên ảnh chia sẻ với em để cho anh nói, tại vì em thấy ảnh cách nói chuyện tiếng Việt nó cũng hơi cứng, với ảnh nói chuyện một cách chậm rãi thì em để cho anh nói. Thì khi anh nói xong ảnh lên là nói là anh muốn chia sẻ là bằng cái tình cảm thôi, ok thì em cũng để cho anh nói. Thì cuối cùng anh nói là đã ảnh xem hết tất cả báo đài trong nước, xem hết tất cả tin tức đều trong nước, thì Việt Nam của mình bây giờ tệ lắm. Em mới hỏi ảnh là bao nhiêu lâu rồi anh không Việt Nam, dạ ổng nói là 40 năm rồi ổng chưa về Việt Nam. Em nghe từ 40 năm về Việt Nam mà ổng ngồi ổng nói thì em hết muốn giải thích cho ổng nữa rồi. Thì anh nghĩ đất nước Vậy Việt chả Nam có mà biết trên gì hết 40 năm ổng chưa về. Thì xong thì em mới hỏi tiếp thêm câu nữa, hỏi bây giờ anh đọc hết báo đài trong nước rồi đúng không, thì bây giờ anh xem em cái GDP của Việt Nam hiện tại được là bao nhiêu. Ông không biết,
thì anh thử nghĩ vậy thì còn giải thích gì cho ổng nữa, mà ổng cứ ngồi là đất nước Việt Nam bây giờ tệ lắm, sắp sửa là thành một cái tỉnh của Trung Quốc rồi. À, nên ở À, đây giống tỉnh như em cái lịch nói thì sử. em muốn nói thêm, anh thấy người qua của là người ta là một người làm ăn rất giỏi, người ta làm kinh tế rất giỏi. Anh Đặng Hải nói này chắc anh Đặng Hải biết nè, cái người qua mà khi xin chú Nguyễn đi vào Nam này để xin trốn đợt, thời đó thì thời nào em không em quên rồi, tại em có đọc mà anh đọc cũng đâu, họ về Đồng Nai, họ về Đồng Nai mà chú Nguyễn còn sợ họ là có này kia, nó mới cho họ một cái cù lao ở trên trong sông Đồng Nai để họ ở. Nhưng mà họ chính vì bản thân nỗ lực của họ mà đến ngày hôm nay anh thấy cái cù lao phố ở Đồng Nai đó là gần như đến là 80% người qua, mà người ta trên một mảnh đất cù lao tự họ trồng trọt, họ chăn nuôi, họ sống, mà đến bây giờ họ xây nhà lầu trên cái cù lao đó. Đó là điển hình trên Đồng Nai hiện tại bây giờ. Thì đó là những người người ta, nhưng mà anh thấy là người ta được có một cái hay, người ta sống một cái nơi nào người ta tập trung, người ta làm việc, người ta cố gắng, người ta làm ăn, ta không hề muốn gây cái phiền phức cho chính quyền nơi đó. Cái đó là một cái hay của người ta. Mà bởi vì em từ cái chỗ đó mình nghiệm nghiệm ra một cái là cái người Việt mình ở bên hải ngoại tại sao không cố gắng, và em chào anh Chu Phan, cố gắng làm việc rồi mình làm tốt cái trách nhiệm của mình ở cái nước sở tại đi, đúng không? Mà nhìn làm chi về đất nước Việt Nam mà bôi nhọ rồi xuyên tạc. Đúng rồi bạn 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 Vũ đó, họ rất ư là giỏi và họ cố gắng họ làm, họ sợ là bản thân họ chỉ là người ở nhờ trên đất nước Việt Nam thôi, mà họ không hề có một cái tư tưởng gì, họ cố gắng họ làm đó, điển hình bây giờ là cù lao phố, đúng chưa? Nên các anh chị Người nhìn qua nó có thấy hai cái này nữa nè, Bình Dương người qua có cái hay nữa nè. Anh phân tách cái người qua, em nói làm kinh tế hay thì nó là một vấn đề rồi, cần cần dạ cụ, nhưng người qua có một cái tính tính đoàn kết trong làm kinh tế. Do đó dạ tại đúng sao là em thấy là cái quận quận năm nó lại giàu giàu hết người qua. Tuy nhiên là thí dụ bây giờ một dãy nhà đó có ba người gia đình người qua, thì cái người này sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho cái gia đình người qua đó, thí dụ có số vốn sẽ chia sẻ cho người qua đó và cùng bài cách ra để làm ăn. Đó, em nhớ là cái người qua mà hồi mà từ người ta ở ngoài 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 Trung Quốc người ta vào, người ta chỉ có là cái hai cái gánh thôi, nhưng sau khi ta bán một thời gian cái gánh hủ tiếu đó, ta bán thời gian ta lên chiếc xe hủ tiếu đó, rồi từ xe hủ tiếu đó ta lên cái tiệm hủ tiếu nó thành ra cái làm kinh tế người qua rất hay, người ta cặm cụi giếng cộng vào nó có những cái nó rất nề nếp anh biết á, thí dụ bây giờ người ta không có ăn xài quá trớn như Việt Nam mình, người Việt mình, người Việt mình thí dụ như bữa nay không không có tiền thì xài có 50.000 ngày thôi, nhưng ngày mai là cầm trong túi 3 triệu ra xài lát cũng hết 3 triệu đó, nhưng người qua không có cái đó. Thí dụ như gia đình người ta, thí dụ ngày đó người người Việt mình đó, thí dụ bữa nay là ăn đầy đủ hết, nhưng ngày mai có khi là ăn với cá kho quẹt không thôi, nhưng người qua không có cái đó. Và người qua có một cái là ăn uống nó phải rõ ràng, thí dụ như sớm mơ là người ta ăn cháo với củ cải với hột vịt muối, thì lúc nào dù có tiền hay không có tiền người ta vẫn là sinh hoạt đó. Thành ra cái người Việt mình nó cái là vậy thôi, là không có thể nào như người qua được. Thành ra là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước là 70% cái nền kinh tế, bởi vì có một cái số anh lên bản biện nói là hồi trước không Việt Nam Cộng Hòa cái giàu Hòn Ngọc Viễn Đông, nhưng mà rồi kinh tế này nọ, nhưng mà kinh tế hồi trước là nằm trong người qua hết, chánh quyền chỉ là chánh quyền vậy thôi chứ cũng đâu có nắm được cái kinh tế đó đâu, mà toàn bộ là chỉ là tiêu trong cái tiền viện trợ 1 tỷ đô la của nước ngoài thôi. dạ đúng rồi cô Thì anh cũng có một số ý như vậy rất là đoàn kết. à, em Và cái đặc biệt